rút đèn đây là để của chị để nó chiếu vô sáng quá. Chiếu thật là được rồi, ok. Rồi, quay qua bên đây đi. Chúng tôi đang có mặt ở tại sông Trường Giang. Đang bắt có chương ở tại sông Trường Giang đây. Hôm nay chúng tôi đi chương cho anh Trần Văn Bốn. Quay vô vô vô, dí cho trai nó, dí nước thì chí cái nước đừng có chiếc lên. Đây, đây là có ở trong chương. Đây là lùa là đi chương đi nha, quý vị. Đây đây đi, cái đây nữa nghe. Đừng cái lẹ cái nó, chỗ nào cũng quá. Đây đây, tôi giải đây, tôi giải đây cho mình quay luôn. Dầm rồi. Để đây cút đây. Rồi rồi. Dầm luôn rồi. Dầm không? Đây. Đây. Đây 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 đây. Chúng tôi đây các bạn. Cái này là cái chai hạt, cái này gùi là cái chai nữ. Dạ dạ. Đây là phiến gùi già rồi bật lưới ra. Đó. Đây. Đây là dạ có. Có tập trung về một mối cuối cùng này đây. Sau khi anh em chúng tôi quen chương vất vả trong vòng mấy tiếng đồng hồ thì có sẽ tập trung về cái điểm này. Đó là giờ đây đó. Để nếu mà chứa này chứ đủ phải. Rất nhiều quá. Bốn là dự kiến là trong vài ngày mai là anh Bốn phủ quá cho qua đây. Anh đánh đi, anh đánh đi. Anh đánh đi. Anh đánh đi. Anh đánh đi. Quá ta rồi, chứ Bốn núi là quá ta rồi. Tao đã chứ không phải. Đâu, núi vô cho con, cái bên chỗ này. Giờ bốn cách này không có quan có đánh quá ta rồi, quá ta rồi. Quá nhiều quá rồi, quá nhiều quá rồi. Quá nhiều quá rồi. Châu. Ê. Ừ. À, bên mùa là đang những người máu lá chuẩn bị tới điểm mua cá, họ sắp phòng bên mùa để chờ mua cá. Một ông bà nói là ông bà nói là học nữ thốn mới mới đợi lận mà đặt vé lâu lắm. xin quay qua đây xin này, phóng phóng qua đây mua cá con này. On tâm ở trong cái lồn đi, chứ đừng núi thì có khao cái nước lồn. Đấy là cái gì ta lùng. Ô, bốc cạp bốc, cái cảnh bốc, cái bốc cạp, cái cảnh bốc cạp. Ô, khao đi đừng nữa. Đây, rất là tuyệt vời. Hôm nay là 16. 16 trang rất đẹp. Chủ, lúc nữa là các bạn sẽ gặp ông chủ chương Trần Văn Bốn. Để anh Bốn có đôi lời với lại bà con chúng ta. Đúng là chương này mà không ai theo bút thao. Đây là một thành tích rất là mấy món nè. Đây là một kỷ lục. Kỷ lục về đi chương. Chương anh Bốn thì ngày thành lập đến nay là gần mấy năm, 10 năm rồi đó đúng. 10 năm rồi, chương nuôi nước chương này là kỷ lục về có. Thank you.
Cá bè vừa dùng đó lên. Cá bè quá. Dục con bè rồi đó. Đây đây. Cái gì vậy?